Thịt xay. Và gia vị của chúng ta gồm có hành, tỏi băm, củ hành tím, tiêu và một ít hạt nêm Aji ngon, bột ngọt Vidal. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Chúng ta sẽ trộn tất cả những nguyên liệu vào với nhau và cuộn lại đem chiên. Như vậy là chúng ta đã có chiếc chả giò rồi đó các bạn. Sau khi để được ốp thịt được 30 phút thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuốn. Lý do mình không có bỏ đường là thịt của mình sẽ nó sẽ khô, chả giò của mình nó sẽ ráo và khi chiên nó sẽ không có bị cháy xém. Sau khi cuốn xong thì chúng ta sẽ bắt lên bếp và chiên. Như vậy là mình sẽ hoàn thành được món chả giò. Đây các bạn, đây là thành quả của mình. Đây là mâm chả giò của mình, rất là ngon, rất là giòn. Và đây là nước chấm sốt chua cay. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nha. Đây mình mời cả nhà. Chả giò của mình rất là giòn.
Ở Việt Nam thì thường thường chúng ta thường cuốn nó bằng bánh bánh bía, bánh bò bía, cho nên bánh của mình nó sẽ béo hơn. Còn như tại mình ở bên đây thì mình làm việc ở là tại Đài Loan thì mình không có mua được cái bánh bò bía, cho nên mình cuốn bằng cái bánh tráng đó các bạn. Nhưng mà mình ăn cũng rất là giòn, cũng rất là ngon. Môn và thịt của chúng ta chín rất là đều. Ở phía trong thì mềm dẻo mà phía ngoài thì rất là giòn các bạn, rất là ngon. Chào các bạn, mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Lần sau chúng ta sẽ cùng vào bếp và thực hiện nhiều món ngon ăn thêm nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại.